hoa để cắm hoa giỗ tổ luôn mọi người, cắm nhưng không đêm tối chủ nhật luôn. Cắm hoa trong đêm luôn hả? Hả? Cắm hoa trong đêm luôn hả? Tới sáng. Rồi, cắm tới sáng. Hello, I'm going to say yeah. Yeah. Ai ơi, không đi hả này, đi giờ đó. Bỏ vô luôn á, bỏ luôn chị. Đang set up cắm hoa luôn trong đêm nha mọi người nha. Giờ mình sẽ quay cảnh này trước rồi sáng mai sẽ quay lại sân khấu quay tiếp cho mọi người xem. Ủa mày cúng mà cho cái gì đâu vậy? Đó chị Ngọc không nói chuyện gì với ông Bánh Hận thì thấy không lần nói. Đây mọi người thấy cảnh khung cảnh ban đêm nha. Sau khi cắt đi chị Ngọc. Cắt. Rồi. Ủa. Cây cấn. Đây 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 nè, vô đây nè, cái này mới ngon nè. Cúng cầu. Ủa? Giới thiệu được, có giới thiệu nữa, cái này ngon nè. Vô ăn cơm gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Mẹ mọi người làm đêm. Bẻ bẻ qua kia. Mẹ mọi làm đêm rồi. Cố lên nét thôi, cố lên, cố lên. Thôi một tay. Trời ơi, đứa tao mà kinh. Có ba đứa này, có năm, có bạn.
mà tại em có tập gym. Hôm bữa đó có em với anh Đạt với lại Hà Lát. Tại em có tập gym nên em có cơ có khi. Ủa? Cái cà giấy. Bạn nó bó, bạn nó yếu đuối. Đâu có đâu mà có thùng vậy á, với dưa có thùng nước là không có ginh gì hết trơn mà về vẽ giờ cái gì vậy vô ăn cơm gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Mẹ mọi người làm đêm. Mọi người làm đêm rồi. Có lên nãy thôi, có lên, có lên. Thôi một tay. Không hiểu ba đứa tao mà kinh. Nhưng mà tại em có tập gym. Hôm bữa đó có em với anh Đạt với lại Hà Lát. Tại em có tập gym nên em có cơ có khi. Ủa? Cái cà giấy. Bạn nó bó, bạn nó yếu đuối. Đâu có đâu mà có thùng vậy á, với dưa có thùng nước là Rồi, giữ cho bóp leo lên cái gì ạ? 1, 2, 3
Giỏi quá. Ôi trời. Không có ginh gì hết trơn mà về vẽ rồi. Cái gì vậy? Em chưa? Điều hết 5 người là rồi. Khỏi rồi. Rồi khỏi lát này tải người này kia. Rồi chốt. Rồi vậy đây. Không mà đổi thường nữa. Một nữa rồi. Trời ơi. Nãy gì vậy? Nhỏ kìa. Nhỏ kìa. Rồi em. Sao không đang ăn bưởi thì chúng ta bỏ ra luôn. Chân đó bà nội. Đúng rồi, cái chân đó đó, đúng rồi. Ông đó tài lạc quá trời. Có hai cái chân mà thở quá. Cứ bị bà mãi. Dạ con. Mình kinh là chuyện dữ quê. Dạ đúng là chữ cái đó. Sao vậy? Kết hợp với màn hình LED. Kiếm đồ chiên đi hả ấy nha. Để rồi mới chơi chứ. Cãi nhau rồi, cãi nhau rồi. Thiên có chút xíu mà thôi một kê là bọn nghiệp lát. Nên có một tí mà tôi thở lên. Rồi. Nè chị mới anh đi chuyến Hàn Quốc này xong là anh về hưu đó. Tội nghiệp lát không kìa, Thiên mà thôi một kê nhẽ ngại là kìa. Chuyến công tác cuối cùng. Phút em ra đi qua bển làm mà quay phóng sự cho ảnh về cái quá trình kết thúc sự nghiệp của ảnh á. Kệ, không quan tâm. Ủa, không quan tâm rồi em. Hôm bữa thấy nhắn tin em kêu không có quà là thấy quế. Buồn hết rồi. Người ta chờ đi Hàn Quốc người ta gom một lần. Anh xem nha mọi người. Mọi người đến xem cảnh chuẩn bị tối nay. Rồi ngày mai mình sẽ thì tiếp khi sau khi đã hoàn tất sân khấu thì khán giả có thể đến đây là mình sẽ thắp hương cho tổ cùng với đoàn và những tiết mục đặc biệt mà đoàn đã tập luyện luyện rất là lâu rồi nha mọi người nha. Thời gian này cũng bị cúng tổ sẽ có nhiều tiết mục hay cũng như nhiều nghệ sĩ tới.